Trường Cao đẳng Truyền hình là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu của Đài Truyền hình Việt Nam. Với bề dày hơn 60 năm truyền thống, Trường Cao đẳng Truyền hình đã thực sự trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đài Truyền hình Việt Nam, các đài phát thanh truyền hình và các công ty truyền thông trong cả nước. Công nghệ điện ảnh truyền hình là một trong số những ngành học được nhà trường chú trọng đào tạo. Đến với chương trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật truyền hình, sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử, âm thanh, hình ảnh và chuyên sâu về dựng hình và đồ họa. Không chỉ vậy, sinh viên còn được tiếp xúc, khai thác lắp đặt mạng truyền hình cáp, hệ thống phát sóng, hệ thống tiền kỳ và hậu kỳ, được tham gia vào quy trình kỹ thuật sản xuất các chương trình truyền hình. Nhanh tay truy cập vào trang fanpage của khoa kỹ thuật truyền hình để có thêm nhiều thông tin hấp dẫn các bạn nhé!